thì đang phá với cô chú. Chơi giỏi lắm. Chị em giấu lên nè hả? Em giấu lên cho cô chú coi nè hả? Giấu cô chơi đó. Giấu chơi món. Giấu chơi sao? Giấu chơi lắm. Giấu chơi bự lắm hả? Giấu lắm. Giấu chơi bự lắm á. À, đèn giờ sáng ra cho cô chú coi chơi rồi. Mẹ chơi bướm bông. Hả? Giấu bướm. Cô chú thấy chơi mặc cái áo bông màu đẹp không? Hỏi cái áo bông chứ đâu phải hỏi đôi bông còn không đâu. Cầm hai chơi chiếc bông kiểm tra coi được không. Tại nó hay mất bông quá đó cô chú, nên bà ngoại thường thường hỏi có. Lâu lâu con nắm vô lỗ tai con coi coi hai đôi bông còn không nha. Còn nha. Còn không? Chiếc bông còn không? Còn không? Còn nè, còn nè. Giỏi quá. Dạo này lâu đôi bông này lâu lâu như lâu nhất thời thế kỷ nè. Con đang ăn. Con đang ăn gì vậy chay? Apple. Ăn apple hả? Ngon không con? Cảm ơn mẹ. Nói cảm ơn mẹ chưa? Ai rể? Hả? Ai rể? Ai gì? Ai rể? Ai gì? Ai rể? Ai bẻ? Ai bẻ hả? Mẹ mua đó. Ai mua? Mẹ mua. Mẹ mua. Ai mua? À áo này hả? Áo này mẹ mua luôn đó. Ai mua? Camera hả? Camera mẹ mua luôn. Ai mua? Này hả? Này mẹ mua luôn. Dạ. Ai mua? Cái bàn này hả? Cái bàn này là mẹ với ba mua. Ai mua? Cái ghế này mẹ với ba mua luôn. Ai mua? Mẹ với ba mua. Chay mua gì hả? Chay mua gì? Chay có mua gì chưa? Chay mua. Chay mua gì? Trong nhà này chay mua được cái gì cho nó mẹ nghe coi. Hả? Mua ít gì ạ? Mua gì? Sợ. Mua gì? Không nói được lời nào. Tại chưa được mua được món gì nó nói vậy phải không? Mua ice cream rồi đó là không ăn nữa rồi đó. Đó, thấy chưa? Mẹ. Hả? Mẹ ăn. À, không ăn nữa có cho mẹ ăn ha. Dạ. Trời, con giả nữa. Khỏe nghe chị. Con ăn. Thôi, đừng có cắn cái trái táo đâu nữa nha. Con giỡn mặt với mẹ ha chị. Ý. Chưa. Giọt mẹ, giọt mẹ. Hả? Giọt mẹ. Dục, đây đây. Dục em đi. Trời ơi, hôn em. À đó nghe nè, bây giờ con lại con cột tóc em cho cô chú coi coi. Ha. Ok, đây nè, đồ cột tóc em nè. Nè, bây giờ con cột tóc em cho cô chú coi đi. Con cột sao? Đây nữa nè. Đây nữa nè, đây là quá trời đồ cột tóc em nè. Rồi con thiết kế em cho cô chú coi coi. Rồi, phòng em lại đây nha. Đây nè, đây nè. Phòng em lại đây, rồi. Bây giờ đi con làm đi, thiết kế em đi. Ừ? Kiếm gì nữa? Kiếm gì mới đủ? Thế nào? Kiếm mẹ. Rồi, bây giờ con làm em đi. Chơi đi. Hả? Chơi đang làm gì chơi? Làm đi làm. Đợi rồi đó. Làm bé phải không? Ok, giờ con cột tóc cho em bé đi nha chưa? Nhìn coi em bé hợp với màu nào, sao? Ba bà. Không, em bé không cần ba bà. Có mình con cần ba bà thôi chứ em bé không cần rồi đó. Con đừng có đỏ trật rồi con ăn nè. Thôi, em bé đâu có cần ba bà ha. Em bé ba bà. Không, mẹ không cần ba bà. Xấu lắm, bà xấu lắm. Dục bà đi. Này. Sao lẻ đi, cột tóc em mà lâu quá, điệu hạnh quá. Lẻ đi, người ta ngồi ta chờ, xanh mặt luôn kìa, ngồi chờ mà hai mắt đen luôn rồi kìa. Trời ơi, nhảy với múa nữa có được không? Lẻ đi, cột tóc em lên. À, trước khi cột tóc phải liếm cái hả? À.
À phải cắn cái đó thì cái kẹp mới mở được, chứ còn cái tay yếu quá mở kẹp không được. Mở không được đâu. Ừ mẹ làm được nè, coi mẹ nè. À, nó cắn vô đây nó kẹp cái này nè cô chú, nó cắn vô nhưng mà phải mở gì ra nè, lấy cái tay bóp vô chị Hai ơi. Nhưng mà chị Hai không có đủ mạnh để chị Hai làm cái đó chị Hai ơi. Thôi lấy mấy cái dây này cho dễ nè, mấy dây này nè buộc vô tóc em nè. Thì làm con gì nữa? Con. Hồi nãy con làm được con khoe mẹ mà sao giờ mẹ hả? Đâu đâu? Đâu chỗ nào đâu? Chỗ này. Đó hai chỗ luôn à? Hai chỗ. Ừ hai chỗ đó nó cột. Một rồi đó nó cột tóc được em rồi cô chú. Màu nào nào nữa? Trời hai. Ơi. Ừ hai màu hai. Hai ừ. Hai cái giống y chang nhau luôn nha cô chú nha. Hả? Wow, giống y nhau luôn cô chú ơi. Wow, giỏi quá. Trên đầu để thêm cái vòng nữa, coi được không? À, tới chân ngắn quá nên không có cột được. Trời ơi, chân quá trời luôn dưới kìa. Ok. Wow, cô chú cho Trang một tràng pháo tay. Nồng nhiệt lên. Giỏi quá. Quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Ừ quá dữ luôn. Yeah. Ủa mua phẹt đâu chạy? Mua phẹt đâu mất tiêu rồi. Hết rồi. Hết rồi sao? Kiếm ra coi. Kiếm mua phẹt ra. Kiếm để lên. Ôi có mua phẹt rồi. Không mua phẹt miếng. Không mua phẹt miếng. Nam mô Di Phật. Nói đi con, Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ mà bị phi nhơ. Mà bị phi nhơ đâu? Hi ya ha. Hi ya ha. Hào chi. Mà bị phi nhơ mà. Mẹ mà bị phi nhơ mẹ. Mà bị phi nhơ, mà bị phi nhơ. Where are you? Here I am, here I am. How do you do? Muốn gì? Baby finger, baby. Mẹ lụm giùm con. Giờ má á á nghe chưa? Baby finger đâu? Thôi hát bài xin tài cho cô chú nghe đi. I love it when you call me. Hả? Gì? Chân bị gì? Chân bị đau rồi. Chân bị đau rồi hả? Không. I love it when you call me. I could pretend I didn't need you. But every touch is. Ooh, coming for you. Coming. Ba ba đi ba ba. Miếng con nhẹ. Đó, ngồi lên xe này có ngại lật xe đó nghe chay. Chay giờ là mẹ với chay có ở nhà không đó cô chú? Ở nhà miết vậy đó. Đúng không chay? Chay là chơi hết trò này tới trò kia, cái lên coi iPad, cái lên coi TV, cái là chán là chơi hết trò này tới trò kia. Chay được cái mừng cái là không có gọi là nó thích coi iPad đó, nhưng mà nó không có bị nghiện. Là nó chơi nó coi iPad trong vòng một chút thôi là bắt đầu nó chán. Nó bỏ iPad ra là nó kia đi kiếm thứ khác nó chơi. Được cái vậy đó. Tự động nó nha chứ mình không kêu luôn á. Kiếm đứa khác nó sắp, nó vẽ, nó làm cái này cái kia, nó tự động nó. Cái iPad thì thích coi rồi đó, đứa nào cũng thích đó, nhưng mà nó biết tìm cái khác. Nó sắp nó bán đồ chơi, nó kiếm em, nó chơi rồi nó kiếm. Nó ghiền ba bà hơn là ghiền iPad. Đó, giờ làm gì, giặt đồ hả? Thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú ở đây nha.
té ngang, té ngang. Đó 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 đó, lật xem bé nè, lật xem bé là có thiệt luôn á, không phải giỡn luôn á. Hello em bé, đúng rồi, ru em ngủ cho cô chú coi coi. Hấp. Đó, đó 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 đó. Thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú nha. Bye bye. Thì xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của Chi Sky ngày hôm nay. Nếu mà cô chú thích em bé, em Chay Chay của mẹ mơ thì cô chú hãy cho video một cái like và đăng ký kênh cho Chay nha cô chú nha. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai. Chào tạm biệt tất cả cô chú. Bye bye. I love you. Hôn luôn, hôn luôn, hôn liệt luôn. Hôn cô chú thiệt luôn, lẹ lên. Bye bye. I love you.